Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn các người nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria, đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Elizabeth, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngay từ thời sơ khai, giáo hội cũng như mỗi người tín hữu luôn tin tưởng và xác tín Đức Maria là đấng tuyệt vời thánh thiện. Thế nhưng chúng ta biết, mãi đến thế kỷ thứ 19, mãi đến ngày 8 tháng 12 năm 1854 thì Đức Giáo Hoàng Pio IX mới tuyên bố cái tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng phải trải qua một cái thời gian rất dài để cho giáo hội, để cho mỗi người tín hữu chiêm ngắm và suy gẫm về Đức Maria, để rồi đến ngày 8 tháng 12 năm 1854 toàn thể giáo hội long trọng tuyên bố Đức Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội. Và cái niềm xác tín, cái điều mà giáo hội đã xác tín đã được chính Đức Maria củng cố. 4 năm sau, ngày 25 tháng 3 năm 1858, chính Đức Mẹ đã hiện ra tại lộ đức với thánh nữ Bernadette và mẹ đã tự xưng mình: Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thế thì cái câu hỏi mà mỗi người chúng ta có thể đặt ra đó là: Tại sao, bởi đâu mà Đức Maria lại được một cái đặc ân cao cả như thế, một cái đặc ân vô nhiễm nguyên tội? Trong cái thân phận con người, ai trong chúng ta cũng đều mắc phải cái tội, đó là tội tổ tông, hay còn gọi là tội nguyên tổ.
Chính Thánh Phaolô ở trong thư gửi tín hữu Roma đã khẳng định do tội của ông Adam mà tất cả mọi người đều mắc tội. Do tội của ông bà nguyên tổ mà mỗi người chúng ta đều phải vướng phải cái tội. Và chính sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo ở số 404 đã khẳng định lại cái điều này. Tội nguyên tổ đã chi phối cái bản tính của con người. Chính vì thế mà con người chúng ta có cái khuynh hướng nghiêng chiều về sự dữ. Và tội nguyên tổ nó được lưu truyền do cái sự thông truyền bản tính của con người đã đánh mất cái ơn thánh, đánh mất cái sự công chính nguyên thủy. Thế nhưng Thánh Phaolô cũng đã khẳng định ở trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô rằng duy chỉ có một Đức Kitô là đấng không hề biết tội là gì. Chỉ có duy một mình Đức Giêsu Kitô là đấng không biết tội là gì. Và chính vì thế mà Đức Giêsu Kitô mới có thể làm cho con người chúng ta được nên công chính ở trong người. Trong thư gửi tín hữu Roma ở chương 5 câu 15, Thánh Phaolô đã nói rằng vì một người duy nhất sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự so sánh của Thánh Phaolô giữa ông Adam và Đức Kitô nó được bổ túc bằng cái sự so sánh của Eva với Đức Maria. Nếu như chúng ta thấy Eva là cái nguyên nhân đầu tiên gây ra cái bi kịch tội lỗi của toàn thể nhân loại, giống như chúng ta nghe ở trong bài đọc 1, thì Đức Maria chính là cái khởi thủy của cuộc tạo dựng mới. Đức Maria là đấng sinh ra cho nhân loại chúng ta đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, chính Thánh Giáo phụ Irene đã nói cho chúng ta biết rằng Đức Maria được coi như là một Eva mới. Nhờ cái lòng tin và sự vâng phục của Đức Maria đã làm nghiêng lại cái cán cân của cái sự bất tuân và bất tín do Eva khi xưa. Và Đức Maria vì giữ một cái vai trò quan trọng như thế trong lịch sử cứu độ thì thật là xứng hợp khi mà mẹ được gìn giữ, mẹ được miễn trừ khỏi mọi tội lỗi. Tương tự như Đức Kitô là Adam mới thì Đức Maria cũng thật là xứng hợp để giữ cái vai trò hình ảnh của một Eva mới, một người không biết đến tội là gì, để mẹ có thể cộng tác vào cái công trình cứu độ của Thiên Chúa một cách trọn hảo, một cách tuyệt vời nhất. Thế nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần có một cái sự phân biệt thế này. Nếu như Đức Kitô là đấng toàn thánh, đó là bởi vì Đức Kitô là Thiên Chúa. Ngài vừa là con người nhưng vừa là Thiên Chúa, là ngôi hai Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. Còn Đức Maria được nên thánh, được gìn giữ trong cái sự thánh thiện, đó là nhờ ân sủng mà mẹ đã được lãnh nhận từ cái công cuộc, công nghiệp của Đức Kitô. Nhờ vào cái công nghiệp là cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, con yêu dấu của mẹ. Cái điều đặc biệt ở đây đó là Thiên Chúa đã cho mẹ được hưởng trước cái công nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Chính vì thế mà mẹ mới là đấng vô nhiễm nguyên tội. Sở dĩ Thiên Chúa đã làm như thế, Thiên Chúa muốn như thế, đó là bởi vì Thiên Chúa muốn dọn sẵn cho con của Ngài là Đức Giêsu Kitô một cái cung lòng, một cái cung điện xứng đáng để cho ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trang tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm, đã thực thi nơi Đức Maria. Chúng ta thấy
chính sứ thần của Thiên Chúa đã gọi Đức Maria là đấng đầy ơn phúc, là người được ơn nghĩa với Chúa, là người luôn được Thiên Chúa ở cùng, và uy quyền của đấng tối cao bao trùm cuộc đời của Đức Mẹ. Nói một cách khác, con người và toàn thể cuộc đời của Đức Maria luôn được bao trùm bởi ân sủng. Mẹ luôn sống trong tình thương và ân sủng của Thiên Chúa. Do đó không có một tì ố nào có thể làm ô nhiễm tâm hồn của mẹ, không có một thế lực sự dữ nào có thể thống trị mẹ. Chính vì thế mà Đức Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta tôn vinh Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta chiêm ngắm mẹ đấng vô nhiễm nguyên tội. Một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tôn vinh cái quyền năng của Thiên Chúa. Quả thực không có điều gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Cái điều mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria, đó cũng chính là cái quà tặng, là hồng ân mà Thiên Chúa trao ban cho Hội Thánh. Đó cũng là cái quà tặng mà Thiên Chúa muốn gửi trao cho mỗi người tín hữu chúng ta. Thiên Chúa muốn thánh hóa con người. Thiên Chúa muốn thánh hóa nhân loại để trả về cho con người, trả cho nhân loại cái sự công chính, cái sự nguyên tuyền, cái phẩm giá của con người, và đặc biệt là cái phẩm giá là con cái của Thiên Chúa. Tất cả những cái điều đó Thiên Chúa đã thực hiện nhờ vào công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết vì con người, đã chết và sống lại vì con người. Ngày hôm nay chúng ta chiêm ngắm Đức Maria đấng vô nhiễm nguyên tội. Mỗi người chúng ta hãy nguyện cầu cùng Chúa, nhờ lời truyền cầu của mẹ xin cho mỗi người chúng ta hãy ý thức cái phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người chúng ta. Xin Chúa cho nhân loại, cho con người ngày nay đừng đánh rớt, đừng đánh mất cái phẩm giá của con người. Xin cho con người, nhân loại ngày nay đừng chìm đắm ở trong tội lỗi, nhưng hãy biết lắng nghe cái lời mời gọi của Thiên Chúa. Hãy biết tiếp nhận cái ân sủng của Thiên Chúa và hãy để cho Thiên Chúa thánh hóa con người của mỗi người chúng ta từng ngày, từng bước ở trong cuộc sống. Nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ cho mỗi người chúng ta luôn nhận thấy, luôn lắng nghe và đón nhận cái lời mời gọi của Chúa gửi đến mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta hãy biết đón nhận cái ân sủng của Thiên Chúa, và mỗi người chúng ta biết nỗ lực cộng tác với ân sủng để mỗi người chúng ta không ngừng nỗ lực chiến đấu để chiến thắng tội lỗi, nhờ sự trợ giúp của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Có như thế, mỗi người chúng ta hoàn toàn tin tưởng chúng ta cũng sẽ được cùng với mẹ đấng vô nhiễm nguyên tội chung hưởng vinh phúc gia nghiệp nước trời, là gia nghiệp mà Chúa đã hứa ban cho mỗi người chúng ta. Amen. Xin mời cộng đồng.